Rồi hôm nay tiếp tục là em lên cho anh em là lô chữ A nha anh em, cũng là năm cây máy cắt cỏ ha. Địa chỉ em là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ anh em. Số điện thoại là 0972 949 527 ha. Anh em nào mà có mua máy đó thì cứ liên hệ vào cái số điện thoại đó của em, hoặc là kết bạn Zalo giùm em là cũng số 527 luôn ha. Rồi hôm nay em lên cho anh em á là lô chữ A nha anh em, năm cây máy cắt cỏ ha. Này là có Magu nè, Mitsubishi nè, cơ Mitsu 2003 nè, Shindewa nè, Tanaka hai chân trống nè. Với lại đó là giá là em bán trên đây là đã bao ship tới nhà cho mình đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm nha anh em. Hàng tới thì anh em được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mới thanh toán tiền ha. Hàng bên em là không có lấy cọc đồng bạc nào nha anh em. Nói chung thì hàng em gửi ra thì đúng hàng, đúng như video thì anh em nhận, không đúng thì anh em hoàn về, không mất một tốn, không có tốn 1.000 nào ở trên anh em. Rồi cái phụ kiện em tặng cho anh em á là 6 món phụ kiện đi kèm nha anh em. Đây như video ha, 6 món phụ kiện đi kèm: một sợi dây đeo nè, một lưỡi dao dài nè, một cái háo, một cái lục giác bốn nè, một cái háo mugi nè, với lại là một cái cạy cỏ mới, với lại là thêm cái ổ phát cước cho anh em luôn, ổ phát bằng dây đó anh em. Đây có dây cước sẵn cho anh em mình luôn nha. Đây rất là chất lượng nha. Với lại á, máy em trên đây là sẽ một cái máy 1.2 triệu, ví dụ như con A1 này là 1.2 triệu, là đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm anh em. Còn tay lái á, thì anh em muốn gắp tay nào thì em gắp cho anh em tay đó, muốn một tay thì em gắp một tay, muốn hai tay thì em gắp hai tay, hoàn toàn miễn phí nha. Có gạt bốc hại là em gắp không được thôi, tại gạt bốc hại là anh em phải thêm tiền giùm em. Còn lên gạt bốc mới như cái hãng xe đạp mình á là không tốn 1.000 nào hết trơn nha. Rồi tới nổ con đầu tiên luôn đi em, A1. Thời chắc luôn rồi. Rồi con A1 này là con Tanaka hai chân trống anh em, mạng bán cho anh em là con 1.2 triệu thôi. Ốc là còn vàng khè hết nha. Con này là nó có bị lỗi là cái áo này nè. Cái áo nó hơi xấu nè, nó dính nước sơn nhưng mà nó đỏ đỏ là trắng trắng anh em. Bởi vì em bán cho anh em là 1.2 triệu Tanaka hai chân trống nha. Bình xăng là trên cao luôn nha anh em. Con này nó chạy bộ chế là quanh bờ gồ một kim anh em. Quanh bờ gồ một kim mà le đỏ tự động nữa chứ. Nó hơi tối. Quanh bờ gồ một kim le đỏ tự động luôn anh em. Anh em để lâu á, đóng cái đè lên bơm xăng tầm cỡ 2-3 cái, giật tầm cỡ 1 hoặc 2 phát là nổ liền anh em. Cái dòng này nó rất là nhạy nổ luôn. Đây Tanaka bao mắt ha, công tắc thì nằm sau bô anh em. Điểm eo với móc dây đeo của nó đầy đủ hết. Con này sẽ hai tay lái nha anh em, hai tay lái ra giữ luôn nha. Cần đồ bò đồ là ghim hết. Con này là chạy siêu khỏe luôn anh em. Cái dòng Tanaka hai chân trống này là chạy siêu khỏe luôn. Nó có bị lỗi là bị lỗi bên cái áo anh em. Áo nó hơi dính nước sơn, nó hơi đỏ đỏ nè. Bởi vì là em bán cho anh em là giá chỉ có 1.2 triệu thôi. Rồi A1 giá chỉ 1.2 triệu thôi nghe anh em. Tiếp tục qua con A2 là dòng Shinewa ha. Con này nồi đồng có đá luôn anh em ơi. Đây nồng đóng số Shinewa luôn nè nghe anh em. Con này là Shinewa mấy đây? Ủa, con này nó không có đóng cái số sinh đi qua, con này chắc S23 quá nè. Sinh đi qua 23, S23 đó anh em, nồng 32 ly 23cc ha. Con này là máy móc là zin nguyên bản hết nghe anh em. Đây bình xăng nó vàng khè luôn nè. Bình Nhật nó châm xăng nó quên rút ra anh em. Bây giờ về tới bên em là nó vàng khè luôn rồi. Rồi con này là anh em lên cho nó một cái bộ chế hai kim mới nghe anh em. Còn bao nhiêu là zin nguyên bản hết nha. Đây, lấy cái máy này ra em. Đây, sinh đi qua nè anh em, số điện thoại Nhật của nó còn luôn nè anh em. 096 gì nè, hư hao gì cứ liên hệ cho bên Nhật ha. Đây xin đi qua là cái đít nó đóng mắt anh da băng chữ nổi luôn nghe nè. Công tắc thì nằm sau cái bô ha. Con này hiện tại là nó xài hai tay nắm nghe nè, hai tay nắm ha. Anh em muốn gắp một tay giống như vậy là em gắp được, muốn hai tay kiểu vậy là em gắp cũng được hết nha. Cần đầu bò đồ là ghim hết. Rồi A2 này giá chỉ có 1.2 triệu thôi, đồng giá với con A1 luôn anh em. Anh em thích máy nào thì lấy máy đó, con này là liền lạc nghe nè, chưa bể vỡ ha. Rồi tiếp tục qua con A3 là dòng của Komatsu nghe nè. Cái dòng này lên con nào là mất tiêu con đó nè. Con này hợi nó pha khói pha nhớt hơi nhiều và nó hơi khói. Rồi con này là Komatsu BC 2003 mắc in da băng luôn nghe em, nòng 32 ly ha. 23cc, cái áo nó có bị cắn cắn chỗ này nhẹ nè anh em. Nhưng mà không ăn thua ha, vẫn cứng bình thường anh em.
nòng 32 ly 23cc ha, máy móc là zin nguyên bản hết nha anh em. Con này màu hồng rất là đẹp luôn. Đây tôm nhựa ha, màu hồng còn rất là đẹp luôn. Công tắc em chưa câu rồi thì em câu công tắc ở đây cho anh em mình dễ xài ha. Chế là chế quanh bờ gồ một kim dài nha anh em. Đây chế quanh bờ gồ luôn nè. Điểm eo con này là hiện tại là nó xài một tay nắm nha anh em. Ca giữ luôn ha. Đây BC 2003 nha. Cần cán cỏ đầu bò rồi là zin hết. Rồi A3 này giá chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh em. Cái dòng này là có dòng Trung Quốc nó nhái heo nha. Nhưng mà con này là em đảm bảo với anh em là zin hết nha anh em. Chưa bung chưa nhẽ gì hết. Nổ là cực kỳ ấm luôn. Rồi tiếp tục qua A4 là đến từ hương hiệu của Mitsubishi nha anh em. Mitsubishi ha. Đây con này là hương hiệu của Mitsubishi TB23 nha anh em. Đây mắt in da băng luôn. Con này là máy móc là zin nguyên bản hết nha anh em. Cái dòng này chạy rất là khỏe luôn. Đây lốc để sẽ đóng mắt in da băng luôn nha anh em. Đóng lốc mắt in da băng ha. Con này Mitsubishi TB23 nha. Chụp giật có trợ lực nè. Chế là chế One Pro 2 kim luôn nè anh em. Nòng là còn mới tinh luôn ha. Nòng bô là còn mới tinh luôn nha anh em. Con này tôm nhựa tôm liền ha. Tôm nhựa tôm liền. Đang quay cái số xe ghi của nó cho anh em coi. Đây TB23 nha anh em. Điểm eo là đầy đủ hết, móc dây đeo cũng đầy đủ luôn nha anh em. Con này thì xài hai tay lái nha, hai tay lái ga giữ luôn. Đây công tắc đẩy lên rồi tắt, đẩy xuống là mở ha. Cần cán cỏ đầu bò rồi là zin hết nha anh em. Rồi A4 này giá chỉ có 1,7 triệu thôi anh em, chụp giật là có trợ lực luôn nha. Nhẹ nhàng là nổ, không cần dùng sức nha anh em. Giật chưa qua tới thua nó là nổ rồi. Rồi A4 giá chỉ có 1,7 triệu thôi nha anh em. Anh em nhanh tay con này nha. Rồi qua con cuối cùng là con A5 là cũng dòng Magu luôn nha anh em. Rồi A5 là một con Magu đề cao nha anh em. 2630 nha, MB2630 nha anh em. Là nó chạy được bộ chế là One Pro 2 kim nha anh em. Bình xăng zin là còn trắng tinh luôn nha. Lốc là sẽ đóng mắt in da băng nha. Đây đóng lốc mắt in da băng luôn ha. Con này em bán cho anh em 2 triệu rồi. Là nó bị gãy một cái găng áo chỗ này nè anh em. Gãy một cái găng áo chỗ này ha. Còn bao nhiêu là liền lạc hết nha anh em. Liền lạc chưa bể vỡ ha. Bán cho anh em 2 triệu thôi. Với đặc biệt con này đã được bộ cần tôm gề tôm nhôm luôn nha em. Tùm 260 ha, anh em có thể tháo cái đầu máy ra. Anh em lắp được xịt thuốc nè, hoặc là chế cháo cái gì cũng được hết. Chế là chế One Pro 2 kim luôn nha anh em. Đây One Pro 2 kim ha, điểm eo móc dây đeo đầy đủ hết. Con này xài hai tay lái ra giữ luôn nha anh em. Công tắc thì nằm trên tay ha, đây công tắc nằm trên tay luôn. Cần đầu bò đồ là zin hết. Rồi con A5 này giá chế 2 triệu thôi anh em. Anh em mà muốn gáp xịt thuốc á thì anh em lấy cái đầu này gáp cũng được, em sẽ dẫn bán cái đầu nha anh em. Rồi anh em có chốt hàng đó thì cứ liên hệ qua cho em ha, hoặc là hôm nay em lên cho anh em là 5 cây này nè. Anh em chọn mà chưa ưng ý được con nào đó thì cứ kết bạn Zalo giùm em là cái số 527 đuôi á, là anh em muốn xem cái dòng nào sử dụng cho cắt cỏ gì thì anh em cứ liên hệ qua giùm em á. Hẹn gặp anh em cứ ở clip sau hết anh em.